Hôm nay tôi sẽ dạy bơi cho bạn Simba luôn nha mấy bạn. Tôi cho thời hạn bạn Simba học bơi trong vòng 5 phút phải biết bơi. Nếu mà không biết bơi là không được chơi. Mấy bạn ở đây đang chơi rất là vui và bạn Simba phải ngồi tập thở nước. Không được ngẩng mặt cao quá nha, mặt cuối cuối gì nè, giống tiêu nè. Lúc mà ngẩng mặt lên cuối cuối xuống xíu để nước chảy xuống. Đó, bạn Simba là cái gì ta? Diễn viên nhí Việt Nam đúng không? Rất là thông minh đúng không? Rất là đắt xô đúng không? Qua tới đây quay nữa. Quay phim gì nữa? Cà Trớn Anh Yêu Em. Trời, Cà Trớn Anh Yêu Em chịu gì nổi không? Bây em giờ làm vai bé heo. Em đóng vai bé heo hả? Sao không làm bé người cá? Người cá người ta không có chân dài. Sau khi biến hình thành người cá rồi, em đã sẵn sàng học bơi người cá cho Simba. Yes, rồi. Yeah. Bây giờ tôi hướng dẫn nha, giới thiệu về người cá nha. Yeah. Em biết gì về người cá nè? Em chỉ biết là người cá là đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi. Và người cá thì nó có một cái giống như là một cái mai của vịt và nó một người đã gặp nó khi đang ở trên tàu nằm và sau đó họ đã thấy tay của người cá chạm vô. Có hai người lính đi khảo sát bờ biển thì thấy một người cá ngồi lên mặt nước và sau đó chùi xuống. Vậy hả? Chỉ rất là già. Và sau đó một người đi tham quan và thấy người cá ở trên gốc đá luôn. Và sau đó người cá mới nhìn thấy con người, người cá chùi. Từ cá chùi xuống dưới nước. Đã, câu chuyện cá. Hay quá, câu chuyện người cá của Simba. Đó là cũng là câu chuyện người cá. Nhưng mà sự thật rằng ở Việt Nam đã tồn tại người cá rất lâu. Và tổ tiên của chúng ta chính là người cá. Dạ. Biết ai không? Dạ. Lạc Long Quân. Biết Lạc Long Quân là ai không? Dạ. Là một vị thần sống ở dưới biển, lên trên bờ lấy vợ là tiên ở trên núi, đẻ ra 100 người con, tạo ra dòng giống của người Việt Nam. Nên tổ tiên của người Việt Nam chính là người cá sẵn rồi. Và còn là tiên ở trên trời nữa. Và tiên ở dưới nước nữa. Hay không? Dạ, rất hay luôn. Người cá có khả năng biến thành rồng luôn á. Ồ, hay quá. Bây giờ tôi sẽ tập cho Simba lấy lại khả năng của tiên cá bị ngủ quên trong mình nha. Đó, bây giờ Simba là có dòng máu rồng tiên ở trong người rồi. Bây giờ mình phải tập em người cá. Luôn. Wow. Dưới Tiun, bạn sẽ được trở thành thành viên của các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Những bạn yêu thích loài vật gì cũng có thể đến đó để chăm sóc cho các loài vật ấy. Chứ mình không nên biến động vật hoang dã thành thú cưng của mình. Như vậy rất là phạm pháp và tội lỗi. Rất dễ lây nhiễm bệnh của con người. Nếu bạn nuôi nó, bạn không có thuốc điều trị cho nó, nó sẽ chết. Thậm chí nó còn tạo ra những mầm bệnh nguy hiểm lây cho bạn nữa. Giống như bệnh SIDA là từ đâu mà ra? Là do người ta biến cái con khỉ Godzilla thành thú cưng và nó tạo ra cái loại bệnh nguy hiểm đó. Đó, Simba tập tiếp. Simba giỏi quá các bạn ơi.